Tiếp tục, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu mà có lẽ người hâm mộ rất là chờ đợi, đặc biệt là người hâm mộ Thành Trị, với sự xuất hiện của ông Kho. Ông Kho, thị trấn Hưng Lợi, và trên màn hình chúng ta thấy một màu tím sen đang ung dung nhẹ nhàng. Trận đấu này sẽ rất thu hút người hâm mộ, bởi ông Kho là một trong những đội mạnh của tỉnh trong nhiều năm qua, còn Săn Ke của Trường Khánh Long Phú là đội có một sự đầu tư lớn trong những mùa giải gần đây. Đặc biệt là năm nay, Săn Ke là đội tập luyện sớm nhất. Tính tới thời điểm này, anh em có hơn 2 tháng tập luyện, và cũng là đội đã xuất hiện trên dòng sông Marlboro, đoạn khán đài này sớm nhất. Anh em có gần 1 tháng bơi đi bơi lại ở đoạn khán đài này trong quá trình tập luyện. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của anh em ở giải năm nay. Nhưng hôm qua thì anh em Săn Ke thi đấu chưa đúng như người hâm mộ kỳ vọng. Theo thông tin Quốc Hải được biết thì anh em đã có một sự cố trên chiếc ke của mình. Không biết là đêm qua, chiều tối qua anh em đã khắc phục như thế nào. Còn bây giờ thật sự là một khó khăn. Ông Kho màu tím, Săn Ke màu xanh. Chúng ta thấy những nhịp dầm của ông Kho hiện nay vẫn chưa có gì làm vội vã. Anh em vẫn còn đang nhẹ nhàng, ung dung nhẹ nhàng, ung dung nhẹ nhàng. Một chút nhỉnh hơn. Chúng ta thấy rõ ràng hai đội ghe rất dễ nhận ra. Ông Kho màu tím đang bơi bên phải màn hình, quý vị đang xem. Săn Ke màu xanh bơi bên trái màn hình, tức là bơi bên phía khán đài. Hiện nay thì hai ghe đã tiến vào khán đài, còn khoảng 40 mét nữa. Ông Kho vẫn đang nhỉnh hơn. Điều gì sẽ xảy ra trong trận thi đấu này? Chúng ta thấy những tay dầm của ông Kho hiện nay vẫn chưa có gì là vội vã. Anh em vẫn còn rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Có lẽ anh em đã xác định được khoảng cách của mình với đội ghe đang thi đấu cùng mình. Đúng như vậy, vào khán đài thì chúng ta thấy rõ ràng, khoảng cách rất là rõ ràng. Gần một thân ghe giữa ông Kho và Săn Ke. Rất là tiếc cho đội ghe của xã Trường Khánh, huyện Long Phú. Anh em đã rất là miệt mài tập luyện, hơn 2 tháng tập luyện. Nhưng có lẽ chúng ta phải chờ nhau ở hội đua năm sau. Chúng ta sẽ chờ Săn Ke ở 2024. Còn bây giờ là chúc mừng ông Kho của thị trấn Hưng Lợi, Thành Trị.